250.000 đồng là số tiền mà chị Vân đã bỏ ra mua chậu cây này. Cây chỉ cao hơn 30cm nhưng chi chít những quả táo. Chị mua vì nghĩ cây táo nhỏ nhưng ra được nhiều quả, quả là điều kỳ diệu. Nhưng khi mang về tới nhà, chị mới vỡ lẽ là mình đã bị lừa. Từng trái táo được đâm vào những thân cây và chúng được kết chín bằng một lưỡi keo. Thấy nó đẹp mà rất là nhiều người tới mua. Người mua 2 cây, 3 cây, nhiều người mua lắm. Rồi em cũng hiếu kỳ em vô, em thấy là mà mấy người con người thì nói sợ đó, nó ghép, nó dễ. Em cũng dòm cuốn, dòm lá rồi em thấy nó... gì em nghĩ là không có thể nào là giả được. Chứ em nói em quyết định nó thôi cứ mua về. Rồi chừng mua mua về xong mới biết. Đây là một điểm bán cây cảnh lưu động trên đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dù mới sáng sớm nhưng rất nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem trước loại cây triệu quả này. Người phụ nữ này một mặt khẳng định đây là cây táo chính hiệu và nó được trồng ở Quảng Nam. Nguồn gốc ở đâu em? Ở Quảng Nam chị ạ. Sống đời đời luôn, hết đời nọ xong đời kia. Trường chị chán, chị không thích chơi cây, chị chặt cây đi. Trước độ tươi của cây và quả, chẳng ai nghi ngờ. Có người mua 2 đến 3 chậu. Giá một chậu như thế này có giá từ 250 đến 500 ngàn đồng. Tuy nhiên khi mang về tới nhà thì nhiều người mới tế hỏa là các đối tượng đã lấy quả táo gắn vào loại cây cảnh gốc nhỏ giá rẻ để đánh lừa người tiêu dùng. Cách đây không lâu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhiều người cũng đã bị lừa khi mua cây cảnh đểu. Điều dễ dàng nhận ra đó là những cây cảnh giả có thế, dáng, hoa, quả đẹp nhưng lại bán giá rất rẻ, từ 250 đến 700 ngàn đồng. Các đối tượng nắm bắt tâm lý ham rẻ và ham lạ của người dân nên đã lừa đảo thành công. Qua những vụ việc như thế này, người tiêu dùng, đặc biệt là những người yêu cây cảnh độc lạ, phải hết sức thận trọng với chiêu trò bán cây cảnh lừa gạt người tiêu dùng.